Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này em lại tiếp tục về thêm được một đĩa trang, đó là những dòng dây tín hiệu hai em, những dòng rắc loa bắp chuối, về thêm được những sợi dây xúc để cho tất cả bác sử dụng phối ghép cho dàn audio của mình nhé. Rồi thì bây giờ em sẽ đi vào giới thiệu cũng như là báo giá tới tất cả bác những dòng sản phẩm ngày hôm nay. Chiều nay thì vừa về tầm khoảng được 500 cặp rắc bắp chuối nha các bác, rất là nhiều này. Đó thì em có lấy ra một ít ở đây, 500 cặp nha các bác. Đó, bác nào lấy số lượng thì cứ liên hệ cho em. Đây là dòng rắc bắp chuối nhá, dòng rắc mạ vàng. Loại này thì em đã phân phối rất là nhiều cho tất cả bác rồi. Và giá em bán theo cặp nhá, một cặp như thế này sẽ là 50.000 đồng. Bác nào lấy 4 cặp em sẽ bao ship và tặng kèm những cái ống nhiệt như thế này cho tất cả bác về mình đấu dây vào đây. Sau đó mình lấy bắt lựa mình khò lại, hoặc mình lấy máy khò mình khò lại như thế này. Đó, nó sẽ bảo vệ dây cũng như là cho độ tiếp xúc rất là tốt nha các bác. Đó, bác nào cần rác này thì liên hệ cho em nhé. Giá 50.000 một đôi thôi. Rồi đi qua dòng sản phẩm thứ hai. Đây là dòng dây để cho tất cả bác sử dụng cắm xúc nhé. Dòng dây quảng Litton. Dây có chiều dài là 2,5 m nhé. 2,5 m. Giá là 280.000 một sợi nha bác. 280 một sợi. Thường các bác sử dụng những sợi dây cắm xúc, đó là những sợi dây loại đồng, thì nó sẽ cho tiếng xúc mềm mại, ấm tiếng và tiếng rất là trầm ấm nhá. Còn nếu các bác sử dụng dây xúc mà mình sử dụng những dòng dây mạ bạc thì tiếng của nó sẽ rất là sáng và tiếng xúc của nó sẽ không hay. Đó nên dây xúc các bác thường sử dụng những dòng dây loại đồng như thế này, chất ấm cực kỳ là hay luôn nhá. Đó, dây dài 2,5 m, giá là 280.000 đồng, em bao ship nhá. Về thêm được tầm khoảng 20 sợi nha các bác. Rồi đi qua những dòng sản phẩm tiếp theo. Em còn hai con lọc nguồn xi măng của Đức, còn hai con duy nhất nữa thôi. Hôm trước thì các bác cũng thấy rồi, em về được một lô hơn 100 con, thì trong vòng 3 đến 4 ngày thôi em bán cho tất cả bác hết luôn. Thì nay còn hai con. Đó, hai con như thế này. Một con thì nó bị chân này. Đó, chân này thì chúng ta bẻ ra được nhá, lấy kim bẻ ra được thôi. Em sẽ sell cho tất cả bác. Bữa trước thì em để 600, nhưng còn hai con duy nhất. Bác nào lấy thì em sẽ để 550 một con nhá, 550 một con. Em bao ship, duy nhất còn hai con thôi nha các bác. Đó, hai con này thì cũng hơi xấu thôi, không có được đẹp lắm đâu. Này, có gì thì em nói đó thôi nhá. Nhưng những con lọc này nó lọc cực kỳ là sạch nhá. Xi măng với ép cóp là nó đầu bảng trong lọc nguồn nha các bác. Đó, bác nào lấy thì liên hệ cho em. Sell còn 550 một con, duy nhất còn hai con thôi ạ. Rồi đây là dòng dây tín hiệu neo tắt, dây neo tắt chính hãng nha các bác. Đó, em sẽ tắt cái phần lõi ra để cho tất cả bác cùng xem được dòng dây này. Dây rất là đẹp nhá. Đó, dòng dây neo tắt bữa trước bên em cũng có về rồi, nhưng mà hết hàng khá là lâu. Nay về thêm được chắc cũng tầm khoảng 50 m để cho tất cả bác thi công các dòng dây tín hiệu AV ba lăng nhá. Đó, các bác nhìn này, xịn chưa? Rồi, ở bên trong của nó này. Đó, bên trong thì nó sẽ có một lớp giáp chống nhiễu cực kỳ là dày như thế này. Tiếp theo nó sẽ có một lớp giấy đồng nhá, giấy đồng. Rồi, bên trong nữa nó sẽ có những lớp vải dù như thế này. Tiếp theo em sẽ tắt hai cái loại này ra để cho tất cả bác cùng xem nhé. Và đây là chất loại của dòng dây này. Đó, các bác nhìn này, loại của nó thiết kế vừa đồng mạ bạc. Nên đây là một chất dòng dây, nó sẽ cho một chất âm cực kỳ là hay và rất là đều dại nhé. Loại của nó vừa là đồng trục này, đó, hai sợi đồng trục này. Và đây là những sợi đồng mạ bạc và những sợi đồng tơ sợi. Đó, nên chất âm của nó cực kỳ là hay. Và giá của dòng dây này bên shop em để cho tất cả bác với giá là 750 một mét nhá. 750 một mét. Giá đợt trước là nó 800 đấy, nhưng lần này em về thì giá tốt hơn được 50.000. Đó nên bác nào lấy thì cứ liên hệ cho em nhá. Giá rất là tốt rồi. Rồi, đi qua dòng dây tiếp theo. Đây là dòng dây quảng Benda. Đây, Benda. Hôm trước thì em có đăng video rồi. Dòng dây có mạ là 1.000 này. Sử dụng lõi đồng 6N. 6N nhá. Đó.
Silver Audio Intercontic Made in Germany. Và đây là chất lõi của dòng dây này. Là các bác nhìn này. Ngoài cùng thì nó sẽ có một lớp mát chống nhiễu mạ bạc rất là dài. Bên trong nó cũng có một lớp giáp giáp đồng nha. Rồi bên trong nữa thì nó có vải dù như thế này. Đó, tiếp theo em sẽ tắt ra để cho tất cả bác cùng thấy rõ luôn nha. Có hai loại dặn nha các bác, hai loại dặn nha. Đây các bác nhìn này, chắc chưa, lõi đồng mà bạc nhá. Dòng này thì nó sẽ cải thiện chép và trung cao cực kỳ là hay, tiếng rất là tí tắt và rất là đều dài nhá. Đó, dòng dây Benda của Đức, loại này giá là 250 một mét nha các bác. Các bác nào lấy những dòng sản phẩm này thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.